Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha em. Hôm nay bên em lên sóng cho mẫu xe 7 chỗ, rất là tiết kiệm xăng, rất là lành tính nha em. Đấy, mẫu xe Chevrolet Vivan. Xe thì được sản xuất năm 2008 nha em, 2008 với động cơ dung tích 2.0 thôi. Chạy rất là lành tính, đặc biệt là rất là lợi xăng. Đó, 7 chỗ nha em, 7 chỗ ngồi. Xe thì nhỏ gọn, tầm tiền thì chưa tới 100 triệu mà được cái đời 2008 đời cao. Khám đăng kiểm thì khá 1 năm. Đó. 2008 thì khá 1 năm đến 2028 nha em. Đó, nó còn tới 5 năm khá 1 năm nữa lận. 5 6 năm khá 1 năm rất là dài. Xe thì hiện tại rất là đẹp, sơn xi bên ngoài đẹp, không lỗi. Xe thì em kiểm tra rồi, cột kèo gầm bệ thì chưa có vấn đề gọi là đâm đụng tai nạn ngập nước nha em. Xe thì chủ cũ người ta rất là có điều kiện nha em, rất là có điều kiện. Đó. Biển số anh em thấy rất là đẹp luôn, khó phải bàn rồi. Riêng về con biển số thì anh em thấy đó. Nhìn là biết xe chủ xe người ta chất lượng cỡ nào rồi anh em ha. Điện tử quý 2. Biển quản trị nha em. Đấy, khi nào mà sau này anh em mua thì em sẽ làm thủ tục thu hồi biển số trả lại cho chủ xe ha. À, xe thì người ta chỉ bán xe thôi, không có bán biển. Xe thì mâm đúc theo xe rất là đẹp này. À, mâm đúc theo xe rất là đẹp. Sơn xi bên ngoài thì bóng loáng nha em. Đó, không có một vết xước. Nói chung xe này hầu như người ta nằm ở nhà thôi, bởi vì anh chủ này có rất là nhiều xe. Đó, xe nào cũng biển số đẹp hết đó. Đó. Khám đăng kiểm thì vừa khám xong, khám đến tháng 2 năm 2025 này. Đó, khám rất là dài, khám 1 năm. Khám đăng kiểm mới, màn hình Android, cam lùi đầy đủ anh em ha. Ghế da nội thất theo xe rất là đẹp, xe có 98 triệu thôi. Bán giá thì em nói thật, bán giá rất là hợp, hữu nghị cho anh em luôn ha. Đó, 98 triệu. Đó. Xe thì không có vấn đề gì, anh em vào xem xe chạy thử thoải mái ha. Đó, anh em nào tin tưởng thì em vận chuyển xe tới nơi cho anh em. Còn anh em chưa tin tưởng thì cứ vào xem xe trực tiếp. Tay nắm cửa mạ chrome này, sơn xi bên ngoài anh em thấy không? Rất là đẹp ha. Không có một vết xước. Trong chủ thì người ta không ít đi. Đó. Chăm chút kỹ xe thì đẹp đó, nhưng ít đi, ít sử dụng nên là chất lượng xe còn rất là tươi, rất là mới. Rin rất là nhiều. Này. Tắp bi, tắp lô anh em thấy không? Rất là đẹp ha. Bi tắp lô nói chung rất là ok. Xe thì không có lỗi làm gì hết nha anh em. Đấy. Này, cột kèo chỉ này, nói chung vẫn còn nguyên tinh bấm tái nhà sản xuất này, vẫn còn khá là đẹp ha. Đấy. Nói chung chất lượng xe thì miễn bài. Còn cái biển số này thì anh em có thể đi được 1-2 tháng nha anh em. 2 tháng là anh em phải làm thủ tục rút hồ sơ thu hồi biển số trả về chủ xe. Đấy. Cái xe chủ thì em mua nhưng năn nỉ người ta bán cái biển, người ta để là cái biển cho anh em sử dụng, nhưng mà người ta để người ta gắn xe khác anh em ạ. Đấy, nhưng người ta không có cho mình đi cái biển của người ta. Đấy, nếu như mà em năn nỉ được thì người ta ủy quyền cho mình đi, nhưng mà người ta không cho. Người ta kêu là người ta để gắn xe khác. Nên là anh em mình phải làm thủ tục thu hồi biển số, rút hồ sơ anh em. Đấy, rút hồ sơ mình sang tên thôi, sang tên mình bấm biển mới thôi. Đơn giản, không vấn đề gì hết. Vô lăng rất là đẹp anh em ha. Biển số đây. Xe thì cái da theo xe rất là mượt nha anh em. Đấy, có bệ tì tay đầy đủ này. Bệ tì tay. Đó. Nói chung người con này thì ngồi rất là sướng, đi rất là êm ái, nhẹ nhàng. 7 chỗ nhưng mà nó nhỏ gọn, đi rất là nhẹ nhàng. Đó. 2BS túi khí đầy đủ anh em. Máy nhích cái nổ thôi. Đó, màn hình OLED Pro, con số rất là nhẹ nhàng anh em ha. Con số này nhẹ nhàng cực kỳ. Đó. Màn hình Android đầy đủ. Trong xe thì không thiếu thứ gì hết đấy. Đồ đạc bên trong xe đây, đồng hồ rồi đây, phần gỗ rồi theo xe, nói chung xe đẹp nha anh em. Vô lăng tay lái trợ lực này, nhẹ nhàng cực kỳ anh em ha. Vô lăng tay lái trợ lực anh em thấy đánh nhẹ nhàng, rất là sướng luôn. Gương cánh bấm điện chỉnh điện hoạt động tốt anh em ha. Đấy, lên xuống này, dán phim cách nhiệt cho anh em hết rồi nha. Xe chủ người ta dán phim cách nhiệt xịn rồi. Đây là xe có mấy chục triệu thôi nhưng mà xe người ta giữ gìn rất là kỹ càng luôn. Đấy. Anh em chỉ cần biết chủ xe người ta có biển tứ quý 2 thì là anh em biết người ta uy tín cỡ nào rồi. Đấy, đèn đuốc ở trên đây đầy đủ, trần là bọc 5D hết rồi nha anh em. Đó, trong xe thì rất là đẹp, nội thất bên trong này đồ đạc là hầu như còn rất là tươi. Đó, bản đồng hồ đây không có báo lỗi gì hết nha anh em. Đó, không có báo lỗi gì hết, xe chạy 237.000 cây rồi. Chevrolet Vivan 7 chỗ ngồi nè, gương kính chỉnh điện bấm điện rồi, nói chung còn ok ha. Tắp bi tắp lô đẹp.
màn hình Android này, nghe nhạc âm thanh loa đài đầy đủ anh em ha. Đó, âm thanh loa đài nghe rất là hay luôn. Đó, âm thanh loa đài côn số này nhẹ nhàng anh em ha. Cam lùi này nè, camera lùi này đầy đủ à, không thiếu cái gì luôn. Sắc nét cực kỳ. Dưới đây thì có hộp để đồ này, để ly này, rồi bị thật căn thuốc, hộp để đồ luôn đây, giấy tờ đầy đủ, đó. Giấy tờ đăng ký mới, đăng ký mới cho anh em ha. Đấy, 208 cho anh em, 208 máy 2.0, đăng kiểm đến tháng 16 tháng 2 năm 2025. Đăng kiểm rất là dài, còn gần 1 năm, hơn 5, loanh quanh 5 đó. Còn gần 1 năm nữa rất là dài anh em. Đăng kiểm thì miễn bài. Anh em mua về có đủ xăng là đi thôi. Con này thì tầm 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi, số xài. Rất là lợi xăng. Đấy. 7 chỗ nhỏ gọn anh em ha. Đời cao 208 luôn, đời cũng phải bằng mấy con Innova đó anh em, 208 207. Đấy. Đời rất là cao. So với tầm tiền dưới 100 mà gọi là đời cao anh em ha, chứ em không có dám so với những cái xe mà đời mới nè. Đời mới thì đời 20 mấy thì chắc nên nó phải cao rồi, nhưng mà em so với cái tầm tiền dưới 100 này. Có bàn làm việc luôn nè, có bàn ăn, bàn làm việc để cho không đi gia đình rất là thích hợp luôn anh em ha. Nè anh em không thích là anh em có thể gặp lại nha anh em, thấy dưới đây nó có một cái bậc này. Anh em gặp mạnh xuống là được ha. Đấy. Tắp bi, tắp lô đẹp ha. Đó. Hộp kèo chỉ này, đinh bấm này anh em, vẫn còn tươi lắm. Khóa trẻ em rồi này. Nói chung chất lượng xe thì anh em có thể thấy đây. Sơn xi nách cửa rồi đây. Nói chung xe có sơn tút lại rồi, nhưng mà xe nó còn đẹp tròn chất anh em ha. Anh em cứ vào xem xe chạy thử thoải mái. Chevrolet Vivan 208 anh em ha. Anh em nào mà có nhà có đông con tí, 7 chỗ dưới 100 triệu đời cao. Khám dài thì anh em mua con này hợp lý anh em. Ghế sau, ghế rin nỉ này có tem rồi đèn hoàng anh em ha. Cột kèo lề cửa này còn nguyên hết nha, không có dấu gọi là đâm đụng mặt nước gì hết nha. Hàng ghế sau đây ngồi cũng khá là rộng rãi nha anh em, người lớn thì ngồi hơi chật một tí thôi, chứ con nít thì ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Đấy. Người lớn thì ngồi hơi hẹp tí thôi. Đấy. Xe mà nhỏ thì mình phải chịu thôi anh em. Này, cột kèo này nguyên này, xe cũ thôi nhưng mà đẹp, không có vấn đề đâm đụng nước. 98 triệu anh em, 7 chỗ ngồi, 208 số sàn nha anh em, cốt kiếp đồ đóng nhẹ nhàng trơn tru anh em ha. Phồn dáng em nói cũng rất là dễ thương đẹp. 208 khá 1 năm anh em. Nội thất bên trong đây sáng đẹp, ghế da đồ còn tươi này, bẹt thì tay rồi đầy đủ này. Hàng ghế sau này chứ nhét 4 người vô tư anh em ha. Đấy, 4-5 người vô tư. Tắp bi, tắp lô đẹp anh em. Cột kèo chỉ vô đây. Nói chung 208 98 triệu như thế này thì quá ok, hợp lý rồi. Không có gì bàn cãi. Cửa nẻo đóng chắc nịch. Đó, chạy nó nhẹ nhàng hơn Captiva nhiều anh em ha. Nó cùng mẹ đối với Captiva đó, nhưng mà chạy con này nó nhẹ nhàng hơn. Captiva thì nó to hơn, nó cao hơn, chạy nó hơi nặng tí. Con này thì chạy nó nhẹ nhàng, 7 chỗ nhưng mà chạy nhẹ nhàng sướng. Chạy nó như Gentra vậy thôi. Chạy nó như Gentra Vios vậy thôi anh em, đơn giản lắm, nhỏ gọn. Con số là củ số đẹp. Anh ơi, anh bỏ cái máy mà. Lề cửa, nắp cửa đồ vẫn còn nói chung đẹp như này, không có lỗi lầm gì hết nha. Cửa nẻo rồi đây. Khám đến tháng 2 năm 2025 anh em, bữa nay 2024 rồi. Khám 1 năm nữa luôn á. Ốc cabo rồi nè. Ốc cabo anh em thấy đẹp ngất không? Chỉ rồi, đẹp nha. Nói chung về chất lượng xe giá này thì hợp lý rồi anh em. Đấy. Giá này mà chất lượng xe như thế này thì quá là ok. Máy đây anh em. Máy nổ rất êm. Cột kèo xương răng này. Đấy, anh em nào biết xe thì nhìn cái xương răng là biết xe nó có va chạm đâm đụng mặt nước hay không được nha. Đấy, nhìn này. Những cái đường đinh bấm nha, sản xuất nó còn nguyên này anh em.
đèn đuốc đầy đủ, bình ắc quy cũng còn khá là mới này. Xe đang hoạt động, đang chạy bình thường, không có vấn đề gì hết nha. 98 triệu anh em. Cảm ơn em. Chevrolet Vivan 208 số sàn. Tắt máy đi luôn. Tắt máy đi. Đó. Sơn xi bên ngoài anh em có thể thấy này. Đó, liền lạc đẹp hết nha anh em. Máy móc thì nổ êm, không đổ hơi, không kêu căm kêu cò anh em ha. Đó. Lề cửa nắp cửa rồi còn nguyên hết. Nói chung xe đẹp. Sơn xi đẹp, nội thất đẹp. Gầm bệ đẹp anh em, gầm bệ này. Không có mục nha. Gầm bệ em này thì mới nói chung vẫn còn khá là tươi, chưa có dấu gọi là mục mọt anh em ha. Chevrolet Vivan 208 anh em, 208 số sàn, 98 triệu. Anh em nào cần alo ngay cho em ha. Biển Quảng Trị. Giấy tờ sang tên rút hồ sơ hợp lệ bình thường anh em ha. Không có một lỗi lầm gì hết, khám đăng kiểm thì mới. Anh em về anh em đi 1 năm nữa anh em mới đăng kiểm lại. Mà đăng kiểm thì con này cứ 1 năm hoài thôi. Đến 6 năm nữa thì nó xuống 6 tháng anh em ha. Nhưng mà xe thì chắc thì 6 năm nữa mình còn sử dụng. Đó, nhiều người ta làm có điều kiện người ta đổi xe khác rồi. Đấy, đi tầm 2-3 năm, trải nghiệm 2-3 năm là đổi xe mới rồi. Đấy, nếu như một xe nó hợp vía làm ăn thì có thể người ta giữ đến cả đời. Đấy. Biển Quảng Trị anh em. Xe biển số rất là đẹp luôn. Đó. Nhưng mà tiếc là biển số phải thu hồi cho bị chủ cũ nha. Đó. Còn xe thì em bán xe thôi. Chevrolet Vivan anh em. Đấy. 208 số sàn. Anh em mua em sẽ bao vận chuyển cho anh em ha. Bao vận chuyển đến tận nơi cho anh em. Mâm lốp theo xe vẫn còn đẹp nha. Mâm lốp theo xe rất là đẹp. Đó. 98 triệu anh em, bao vận chuyển anh em toàn quốc nha. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Anh em mà cần tư vấn gì thì cứ gọi điện em sẽ tư vấn cho anh em ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.